Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến buổi Zoom ngày hôm nay. À, được tổ chức do kênh của mình là kênh uh, Dương Vũ. Humanity Harmony các bạn nhìn thấy ở đây này đó đấy uh, kênh của mình là có mặt trên uh, YouTube và mình cũng có một cái trang uh, Facebook. Uh, thì uh, <laughs> mình xin giới thiệu bản thân trước một chút mình là chuyên gia phát triển bản thân và trong uh, một số những cái mà mình làm thì mình cũng là định hướng uh, cuộc sống cho các bạn và uh, đồng hành làm việc uh, để cho các bạn làm việc đội nhóm một, một cách hiệu quả hơn với cái phương thức hành động xuất sắc đặc thù của mình và uh, mình cũng là một người rất là thích uh, truyền cảm hứng và thích nói chuyện <laughs> nên là mình cũng tạo ra một cái buổi du ngày hôm nay thì ngày hôm nay là cái chủ đề đó là đây tự tin vào bản sắc của mình và thể hiện nó mình đã có một buổi nói chuyện này với bạn uh, Lê Nhật Nam ở đây và um, mình có một cái video replay ở trên uh, du uh, quên ở trên YouTube nha thì uh, trong nữa mình cũng sẽ show cho các bạn Um, thì bạn Nhật Nam có thể là giới thiệu mình một chút được không nhỉ? Uh, chào tất cả mọi người à, là em là Lê Nhật Nam, hiện tại thì em đang là một tác giả sách, là em làm podcast, làm vlog blog và là một bạn định nghĩa bản thân là một người đang theo đuổi rất là nhiều dự án về giáo dục em có trang blog và kênh youtube đều có tên là The Jasmine Guy hết để chia sẻ về những cái dự án giáo dục của mình làm, những kỹ năng cũng như kinh nghiệm sống mình học được và trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì hy vọng là các bạn sẽ có được cái định hướng là bản sắc cá nhân của mình là gì và định hướng về thể hiện nó như thế nào qua phần chia sẻ của chị Dương và mình cảm ơn bạn Nam à, mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn là các cái kênh YouTube của của mình à, thì đây là cái kênh YouTube của Thùy Dương là Dương Vũ Humanity and Harmony và đó ở đây thì chủ yếu Thùy Dương là có làm bằng ba thứ tiếng tiếng Anh tiếng Pháp và tiếng Việt tại vì hiện tại thì Thùy Dương đang sống tại Pháp Thùy Dương sống ở Pháp được 22 năm rồi và sang Pháp năm 16 tuổi qua học bổng còn gia đình vẫn ở Việt Nam nên là hiện tại thì bây giờ Thùy Dương đang ở Việt Nam để đi uh, thăm gia đình thì trong đây có rất là nhiều những cái playlist uh, bằng tiếng Pháp nhưng các bạn muốn xem playlist bằng tiếng Việt thì các bạn đi xuống dưới và các bạn nhìn thấy đây là tiếng Việt này đó các bạn ấn vào đây và sau đấy thì các bạn có thể là nhìn thấy uh, ở đó các cái playlist uh, ở, ở trong này. Thì có uh, có những cái playlist mà về về thiền phát, phát triển bản thân, vân vân và vân vân thì các bạn cứ uh, xem uh, có cái gì uh, quan tâm thì các bạn có thể uh, đi vào trong đấy nhé. Uh, ngoài ra thì bạn uh, Nhật Nam và bạn ấy cũng tên là The Jasmine Guy thì cũng có những cái cũng có cái kênh YouTube với những cái video rất là hay à, nên là mình cũng khuyến khích các bạn vào vào xem nhé. Ok. Rồi. Thế ngày hôm nay mình xin bắt đầu thì cái phần tới này thì mình sẽ không ghi ghi âm và cũng không ghi hình để các bạn có thể là tương tác một cách Uh, thoải mái đấy là cái phần giới thiệu bản thân mình còn đến cái phần mà chúng ta uh, chia sẻ cái trải nghiệm của mình hoặc là đặt câu hỏi thì lúc đấy mình sẽ ghi hình lại nhá bây giờ mình sẽ post cái phần ghi hình này ok um, <laughs> bây giờ thì để mà bắt đầu ấy thì đầu tiên là uh, các bạn ở đây có những cái câu hỏi nào cụ thể thì có thể là giơ tay lên hoặc là nếu không thì chúng ta có thể là chia sẻ với nhau với mỗi người về cái việc mà À, chúng ta cái thử thách của chúng ta trong cái việc mà tự tin vào bản sắc của mình và thể hiện nó là như thế nào á à, đấy thì có bạn nào đang muốn uh, phát biểu trước không ạ lúc <laughs> nãy uh, thúy uh, có nói về uh, việc là có vài cái câu hỏi đúng không <laughs> thì có muốn đặt uh, câu hỏi không À vâng uh, thực ra thì em thì câu hỏi thì nó phát sinh từ cái nội tại của mình thôi uh, tức là nghe chị và nam chia sẻ thì em cảm nhận được rất là rõ về những cái điều khiến cho mọi người tự tin trong cái cuộc sống và là, là chính mình tức là quan trọng nhất cái khi ở đây là mọi người đang sống và biết mình là ai uh, biết mình mong muốn điều gì và mình thích điều gì để từ đấy mọi người phát triển và tự tin trong bất kỳ môi trường nào mọi người tham gia À, thì em có một câu hỏi là trong cái cuộc sống của em ạ thì uh, hiện tại thì em đang rất là cần suy đầu và cần feel một chút về cái việc là mình thực sự là ai bởi vì là uh, cái cá nhân em thì em lại bị uh, theo một hướng là em rất là em cũng hay có những cái rung động tức là có những cái uh, gọi là mình ngưỡng mộ hay là mình có những cái thần tượng nhất định của mình thì mình cũng có cái xu hướng là mình uh, hay suy nghĩ giống người ta mình cảm xúc và mình hiểu cái tư tưởng của người ta và mình đưa nó vào hành động trong cuộc sống của mình à, Tuy nhiên thì đến một thời điểm nhất định Thì em uh, khu, Trong bất kỳ một số công việc nào Thì em lại bắt đầu tự hỏi là Ồ thì đây là cái có phải là Chính xác là cái suy nghĩ của mình hay không Thì uh, uh, chị Dương và Nam Có thể chia sẻ cho em một chút là uh, Vậy thì mọi người nhận định là uh, Giữa thần tượng và mọi người Thì mọi người uh, biết đâu là mình và đâu là họ Cảm ơn uh, để... à. <laughs> Và chị hiểu với em ạ Ok Cảm ơn em. Em có muốn thêm gì nữa không? Trước khi mà mọi người trả lời không ừ, Đây là một câu hỏi trước ừ. Ừ, Ok, cảm ơn em ừ. Vậy thì uh, cho cái uh, câu hỏi này Nam có uh, suy nghĩ gì muốn chia sẻ? Dạ có Em chào chị, em rất thích câu hỏi của chị Vì thường khi mà mọi người hỏi việc là Mình là ai hoặc là tôi thật sự đam mê Cái gì thì mọi người không có lấy ví dụ là tôi và thần tượng của tôi là những người như thế nào nhưng mà chị đã lấy ví dụ như thế này, em thấy rất là thú vị thì bản thân em có một người thần tượng mà em rất là yêu quý đó chính là diva mariah carey tại vì là em học hát là từ cái bà ca sĩ đấy và tất cả mọi thứ về thanh nhạc em biết là đều từ việc là em nghiên cứu và quan sát cái cách mà cô ấy hát trên sân khấu nên là em rất là thần tượng em chưa bao giờ thần tượng ai nhiều đến thế và em cũng không nghĩ em thần tượng ai cho đến khi em nghe nhạc của ca sĩ đó và em thật sự là được truyền cảm hứng bởi cái lối sống và những cái câu chuyện trong cuộc đời của cái cô ca sĩ đó thì từ đó em mới đặt ra một cái câu hỏi nhờ vào cái cái mà tình huống mà chị vừa đưa ra là khi mình thần tượng ấy thì cái gì là thần tượng còn cái gì thì là mình thì em thấy Đúng. như này nhé chị thần tượng một người nào đó tức là chị cảm thấy là có điểm chung với người ta là cái thứ nhất và cái thứ hai là chị thích là vì họ có thể mang đến một cái giá trị gì đó cho cuộc sống của chị đấy thì đó chính là cái điểm điểm tách biệt giữa chị và thần tượng rồi vì cái thích đó cái thần tượng đấy nó chính là cầu nối giữa chị và với một con người khác tức là hai người có điểm chung với nhau hai người có một cái giá trị tích cực mà mang lại cho nhau thì mình thần tượng nhau đó là chị thần tượng một chiều thôi tức là ừ. những cái vấn đề mà chị thích ý, đó chính là cái cái con người chị rồi nên là chị mới thấy cái đấy ở người ta nữa thì chị mới thích người ta chứ không phải là chị thích người ta và chị thấy là à, cái này mình thích người ta là của người ta thôi không phải là của mình nhưng mà nếu mà chị thấy người ta có cái đấy và chị cũng thích cái đó và chị đang có được cái đó luôn thì đó chính là cái điểm chung và đó đã là chị rồi chứ không phải là người ừ. ta có và nó không cho chị cái quyền là chị đang có cái điều đó thì nó không không hợp lý và đó là cái góc nhìn của em tức là mình thì là vừa có thể là chính mình mà vừa có thể nhìn thấy bản thân mình trong người khác nữa thì mình đang thích cái gì của người ta tức là mình đang có cái đấy bên trong mình hoặc là mình ghét cái gì ừ. đó của người ta cũng có thể là mình đang có cái đấy bên trong mình, mình mình, đang ghét cái phần đó của trong mình là mình ghét cái phần đó của người ta luôn thì phân tích ừ. phần ghét đó là câu trả lời cho việc là mình là ai rồi nó nó lại rất là dễ quan sát như thế ừ. mình không vì nó là cầu nổi dạ thôi ừ. em thì lại cảm ơn nam mình Nam tuyệt vời quá, Nam trả lời rất là hay và chị cũng uh, rất là đồng ý rằng là những cái gì mà mình tương tác với thế giới, thực ra mình tưởng là thế giới bên ngoài nhưng thực ra nó chỉ là cái phản chiếu của thế giới bên trong mình thôi. Mình ngưỡng mộ ừ. gì bên ngoài tức là mình có cái tiềm năng ngưỡng mộ cái đấy ở bên trong mình và mình ghét gì thực ra đó là cái đấy là mình nó ở bên ngoài để nếu mà thực ra cái mà mình ghét đấy nó ở bên trong mình thì mình cũng sẽ ghét nó. Đó. Vậy thì uh, khi mà cái cuộc sống nó giống như một cái màn hình ý nó, nó chiếu cho mình những cái vấn đề này mà mình đang có này và mình sẽ có một cái sự lựa chọn là à tôi đang muốn uh, tương tác với cái điều đấy nó như thế nào đó là sự lựa chọn của mình bây giờ nó ở đây tôi cảm thấy thích nó thì tôi có muốn tiếp tục duy trì và trâu rồi nó hay không hay là tôi muốn thay đổi hay là tôi muốn ghét nó hoặc là một, từ một cái mà tôi đang ghét thì tôi chuyển thành à tôi muốn tìm hiểu nó và tôi có một cái góc nhìn khác và tôi tự nhiên là tôi thấy là à thực ra nó cũng có cái hay của nó nó thì um, khi mà mình ngưỡng mộ một ai đấy thì như là nam nói đó chính là một cái cơ hội để mà mình kết nối với cái phần đó của mình đang ngưỡng mộ cái đó và để mình phát triển nó và nếu như mình cảm thấy là mình cũng uh, ok làm một cái gì đó giống người ta thì đấy đó là một cái khả năng và một cái khả năng của con người á uh, trong khoa học thì nó sẽ gọi là neurons uh, uh, mirror mirror neurons mirror là cái cái gương á đó thì nó có cái khả năng nó bắt trước rất là rất rất là và uh, biết đâu đấy cũng là một trong một cái phương thức uh, hành động rất sắc của của thúy nó là như vậy và uh, hơn nữa là uh, đấy cũng chính là cái cách mà chúng ta học đúng không có phải là trẻ con nó học là nó thần những cái người thần tượng đầu tiên của nó chính là bố mẹ tức là đó những cái hình mẫu đầu tiên và nó sẽ từ những cái hình mẫu đấy nó sẽ bắt trước và nó sẽ từ cái bắt trước đó nó sẽ trở thành cái của chính nó đấy và cho nên là thực ra mình cảm giác như nó là mình bắt chước là mình lấy của họ nhưng thực ra mình vẫn lấy theo cái kiểu của mình và mình show ra mình thể hiện nó theo cái cách của mình giống như là cái ai đây có đây là cả cái bút đúng không cái bút này nếu như mà mình cầm và mình viết hoặc là nam cầm và nam viết thì sẽ hoàn toàn ra những cái uh, uh, kết quả khác nhau vậy thì cùng cái gọi là cái bạn có thể coi là cái suy nghĩ đấy cái cách làm đấy nhưng mà ở trên chỗ uh, thần tượng của bạn nó sẽ thể hiện ra một cách khác và nếu là chính bạn thì nó sẽ thể hiện ra một cách khác vậy quy cho cùng thì thực ra là đối với chị thì mình ngưỡng mộ bên ngoài thực ra mình đang uh, sử dụng nó để mình tiếp tục là duy trì và tạo ra cái sự lựa chọn của mình mình chính là một cái tiềm năng vô hạn để mình lựa chọn là mình đang muốn phát triển cái gì ở bên trong mình và như thế nào ok thì câu vâng. trả lời đấy thì thấy cảm thấy thế nào Um, em cảm thấy là uh, à, mọi người cũng cho em một cái gợi ý để em uh, xác định lại cái 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 là mình và cái của người khác dạ, em cảm anh dạ, chị nam dạ em thấy có một cái mà em muốn bổ sung nữa đó chính là thay vì là mình hỏi mình là ai thì nó trừu tượng quá mình phải thì phi hay là Plato Mà mình là em là nam chị là thủy thì uh, mình thay vì mình hỏi mình là ai thì mình sẽ nên hỏi là mình là người như thế nào và để biết là mình là người như thế nào thậm chí chị không cần biết là mình là ai luôn chị cũng không cần biết mình là người như thế nào luôn thì làm cách nào đó dễ xác định được những cái câu trả lời trên câu hỏi đó thì chị có thể hỏi những người xung quanh đó bạn bè chị mày thấy tao làm sao hoặc là em thấy chị như thế nào thì mình sẽ gom hết những câu trả lời đó lại xong rồi mình sẽ bắt đầu mình ngồi xuống mình suy nghĩ về những câu trả lời đó có những cái điểm chung nào mà khi mọi người nhắc về chị là mọi người lặp đi lặp lại những cái đó Ví dụ chị tốt bụng chị dễ gần chị dễ tính chị thân thiện chị hòa đồng và chị sẵn sàng chia sẻ sẵn sàng lắng nghe thì người lặp đi lặp lại những cái điều đó và câu trả lời này nó cũng có cái mẫu số chung đó thì chị sẽ dần dần xác định ra là tôi là ai trong mắt mọi người đó và từ đó mới tôi ra được một câu trả lời khác cho việc là tôi là ai đối với chính bản thân tôi nếu mà tôi đang không biết bản thân tôi là người như thế nào ấy, thì tôi hỏi người khác có thể cái đánh giá của người khác nó sẽ là khách quan hơn nó giúp chị nhìn nhận đúng về cái khả năng của chị hơn ví dụ như em hồi đấy em học lớp 12 là em rất là bị lạc lối trong việc chọn ngành học đại học với em bị hoãn em rất là hoang mang em không biết học một cái ngành gì hết và em vào siêu thị <laughs> em thấy cái chị đứng tiếp thị sữa hoặc là mấy cái thức ăn thử ấy, thì nó bảo là đây là ngành tiếp thị ngành marketing thì em bảo chắc chắn luôn là sau này mình sẽ không bao giờ làm cái ngành marketing vì mình không muốn đứng dưới sự mình bán như thế là em bỏ luôn cái cái option là ngành marketing ra nhưng mà khi mà em được gọi là thi một cái cuộc thi public speaking về hùng biển ấy Thì em gặp một cô giáo dạy tiếng Anh Và đột nhiên cô ấy đã bảo em là Cô thấy là sau này nếu mà em chọn đi theo ngành marketing để em học đại học Thì em sẽ rất là thành công Thế là lúc mà em nộp học bổng ấy Trong số những ngành mà em có được ở trường em là có tầm 10 ngành hay là gì đấy Thì trong số những cái ngành đấy em không thích một cái ngành nào hết nhưng mà nó có cái ngành quản trị marketing thì em cũng không thích ngành marketing ở thời điểm đó nhưng mà vì cô em nói như thế em tin cô em thì cô em có sự tiếp xúc với em và cô em có thể là có những cái nhận định đúng hơn về em thì em chọn ngành marketing và cuối cùng nó đã dẫn anh đến những cái con đường rất là tuyệt vời mà em nghĩ là em sẽ đó là cái lựa chọn đầu tiên em bỏ nhưng mà nó lại là cái lựa chọn em chọn sau này nên là nếu chị không quyết định được cái gì thì để người khác quyết định tại vì mình không biết thì người khác quyết định cũng thế mà mình quyết định cũng thế thôi thì để người khác gánh cái phần đó và những người khác phải là những người rất là có chọn lọc với với cuộc đời của chị chứ không phải là những người ngẫu nhiên. Đó cũng càng không nên là bố mẹ chị luôn mà là à. những người bạn bè, đồng nghiệp, những người thầy cô của chị. Dạ, thậm chí những người em của chị nữa. Dạ. Ừ. Cảm ơn Nam. Ừ tuyệt vời. Và chị muốn thêm là đúng rồi, chúng ta hỏi đầu tiên là hỏi ai. Và cái người mà 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 mình hỏi, cái người đấy là cái người mà cần có cái sự khách quan cần có cái mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình và cái người đấy là cũng không tức là không ở trong cái trạng thái làm bạn phải nghe tôi vì tôi đúng những cái người đấy thì thường thì mình không nên không nên nghe tại vì họ thực sự là họ không khách quan cái khách quan là à đây là cái góc nhìn của tôi tôi chia sẻ góc nhìn và cái cảm nhận của tôi tôi mong muốn những cái điều tốt nhất cho bạn và tôi chia sẻ cái điều này với bạn và bạn có cái sự tự do lựa chọn để bằng lắng nghe hay không và tôi luôn tin tưởng bạn đó. Vâng. còn những ai mà kiểu luôn làm mong muốn áp đặt thực ra áp đặt nó là một cái nỗi sợ và cái chính là cái sự phóng chiếu của người ta lên trên mạng cho nên là họ đang phóng chiếu cái thế giới quan cái nhìn cái nỗi sợ của chính họ bên trên mạng cho nên là lúc đấy họ không còn khách quan nữa nên là nếu như mà mình cứ lắng nghe tất cả mọi người và mình coi rằng đó là sự thật thì đến lúc đấy mình sẽ rất là mông lung đấy và mình biết rằng là khi mà mình lắng nghe một cái ý kiến của ai đấy thì nó chỉ là có một cái sự mình mình biết rằng là à, đó là cái góc nhìn của họ thôi và ta đi uh, nghe lắng nghe nhiều góc nhìn để cuối cùng là chúng ta chọn lọc và chúng ta cảm thấy là à, chúng ta muốn lựa chọn cái góc nhìn nào chúng ta muốn lựa chọn cái hướng đi nào chúng ta muốn trải nghiệm cái gì đấy thực ra cái câu hỏi mình là ai nó làm mình chính là cái mà mình chọn là mình cũng chính là chỉ là chính mình thôi và khi mà mình mong quá mong muốn định nghĩa mình là ai thì lúc đấy thì mình có khi, đấy có khi chính là cái nỗi đau của mình ấy. <laughs> tại vì mình tìm mãi mình không có cái được cái câu trả lời thế nhưng mà mình đặt câu hỏi mình tự hỏi à mọi người nhìn mình như thế nào đó mình tự hỏi thôi nhưng mà cái mọi người nhìn mình không có nghĩa rằng là mình chính là cái người đấy mình chỉ là mình trong con mắt của họ trong cái thế giới quan cảm nhận của họ và mình nhìn bản thân mình như thế nào và cái cái cách mình nhìn mình cũng sẽ rất là tùy thuộc vào trong cái khoảng thời gian mình đang nhìn quan chiếu bản thân mình cũng tùy vào xem là mình đang vui hay đang buồn hay như thế nào đấy mình đang tin vào điều gì và um, thực ra thì cuối cùng mình vẫn mình thực ra là một cái tiềm năng vô hạn tất cả mọi thứ đều là một cái tiềm năng vô hạn và mình có thể là bất cứ cái gì mà mình lựa chọn vậy thì ngày hôm nay mình trải nghiệm là mình lựa chọn là à mình muốn đang là một người như thế nào, muốn trải nghiệm cái điều gì. Đó. Và sau đấy thì sau khi mà chúng ta trải nghiệm xong và chúng ta dùng lại chúng ta quán chiếu lại thì chúng ta sẽ quyết định là à bây giờ tôi muốn đi tiếp như thế nào. Và sau cái trải nghiệm vừa rồi thì mọi người đã nhìn thấy tôi như thế nào chẳng hạn. Đó. Ở bản thân Thùy Dương thì Thùy Dương cũng là một cái người có rất là phong phú đa dạng cái cái gọi là cái nhân cách, tức là cũng cũng một lần nhá là, là lâu đến rồi là thùy dương cũng tự hỏi ở ờ, đấy mình là ai sau đấy thì mình thấy là người ta có người thì nhìn mình là uh, một người rất là kiểu serious rất rất là kiểu chăm chỉ thông minh học hành nhưng mà bên cạnh thì mình thấy mình cũng hay bỏ học rồi <laughs> còn đầu tiêu để cho bạn đi bỏ học nữa mà rồi sau đấy thì mình cũng uh, Uh, rất là kiểu năng nổ nhưng mà cũng có những lúc mình sẽ rất là ngại không muốn nói và không không uh, rất là rất là mất tự tin thì cái lúc đấy thì mình rất là Mâm luôn mình cảm thấy mình là tất cả mọi thái cực Và mình hỏi ôi cuối cùng thì tôi là ai Thì đến về sau thì khi mà Dương trưởng thành hơn Dương hiểu rằng là à Cái lúc mà Dương mà đã cố gắng cho mình vào Trong một cái khuôn Một cái từ định nghĩa của mình là ai Thì chính lúc đấy thì Dương đang đau khổ Tại vì là Dương sẽ cố gắng bằng cái lý trí của mình Trở thành cái mà mình đã định nghĩa là mình ý nhưng có khi nó lại không phù hợp với Thùy Dương trong cái lúc trong cái lúc đấy cho nên là Thùy Dương là kiểu uh, vui vẻ sống thôi và mình là ai như thế nào thì thực ra nó không còn quan trọng vì Dương biết Dương là Dương thế thôi đó thì không biết bây giờ cái câu trả lời này Thùy cảm thấy như thế nào hoặc là các bạn khác cũng có thể tương tác nha em cảm ơn chị Dương rất là nhiều thực sự là câu trả lời của chị rất là hay uh, cảm ơn Nam đã chia sẻ với chị về cái kinh nghiệm của em uh, em nghĩ là em có thể rút ra cho mình vài ý để mình có thể dựa vào đấy để mình uh, tiếp tục cho cái cuộc sống của mình. Tuyệt vời cả cảm ơn anh rất là nhiều. Thế uh, tiếp đến thì có bạn nào có một câu hỏi nào khác không? Hoặc là có một sự chia sẻ gì qua cái vừa tương, phần tương tác vừa rồi? À, em em có câu em hỏi em muốn hỏi em anh chị. À, em xin chia sẻ với mọi người là tầm tháng 9 thì em sẽ sang bên pháp du học ấy ạ thì à, đây sẽ là một cái cơ hội để em có thể hoàn toàn trải nghiệm được cái một cái môi trường mới ở một cái đất nước mới và có rất là nhiều thứ mới lạ thì à, em khá là lo lắng về cái việc là liệu bản thân em có thể à, kết nối với mọi người không Mặc dù em không phải là một người quá là à, sống Thế là em em là một người hòa đồng và em cũng có thể dễ kết nối với mọi người nhưng nhưng em đang nghĩ là cái việc mà mình cố gắng kết nối với bạn bè và mình làm thân với họ ấy liệu um, nó có nó có phải là là tốt không? Tại vì em sẽ có những bạn bè mình chỉ chơi qua xã giao nhưng nó lại không hoàn toàn hợp mình ấy. thì thì yeah. em muốn hỏi là à, làm sao để là mình có thể thể hiện tự tin thể hiện được bản thân mình được bản sắc của mình khi mà mình đến một um, môi trường mới một cái nơi hoàn toàn mới và um, có thể um, hầu như mọi người đều giỏi hơn mình Đấy là câu hỏi của em ạ Cảm ơn Nam, câu hỏi rất là hay. Chị mời Nam có muốn chia sẻ không? Dạ yeah, yeah, có ạ. Thank you câu hỏi của Nhi. À, nói đơn giản với em nhé, bản sắc của em, em sang phép, em chả cần thể hiện cái gì hết vì nó đã ở đấy rồi. Thấy không? Khi em vào một cái môi trường mà toàn tay thôi, em là cái đứa châu Á duy nhất thì chẳng phải là em rất là unique cái đấy rồi đúng không? Thì em thể hiện cái gì nữa? đấy giữ nguyên một cái rổ cà chua xong lò ra một cái quả cà rốt trong đấy thì quả cà rốt nó cần thể hiện cái gì nữa trong đấy đó thì nghĩ như thế nó đặt em vào cái tư duy chủ động thay vì cái tư duy bị động là em phải em phải show ra cái gì đó thì thay vì em hỏi là làm sao để em kết nối với mọi người thì đặt một cái câu hỏi ngược lại là làm sao để mọi người chủ động kết nối với em đó đặt mình vào một cái tư duy chủ động như thế thì nó sẽ giúp cho em có được cái sức mạnh tự tin khẳng định mình trước đã tôi là một người như thế này để mọi người có thể chủ động kết nối tôi có open mình hay là không và cái sự kết nối nó là kết nối là kết lại nối lại với nhau tức là nó phải đến từ hai phía nó không là một phía được thì là em cũng phải đòi hỏi cái sự kết nối đó từ mọi người đã and you make little steps along the way em làm những cái bước rất là nhỏ ví dụ là em cười với người ta em nhìn em ai contact với người ta người ta thấy là lạ người ta lại người ta chủ động bắt chuyện với em và một cái lợi thế là em sang pháp thì những người châu âu thường là sẽ chủ động hơn mình nhiều đó họ rất là open rất là thoáng họ sẽ chủ động bắt chuyện với em tôi cả luôn thế nào ngày đầu đi học em chả còn nói chuyện với ai cũng sẽ có người đến nói chuyện với em chắc chắn là như thế luôn đó và đến lúc đấy thì tôi chỉ giao cho em một nhiệm vụ duy nhất thôi là bước vào cái lớp đó bước vào cái trường đó em chỉ còn quen cho tôi được một người thôi một người thôi là đủ tại sao em quen với cái người đó và nếu em quen được ấy tức là em hợp cái năng lượng và hợp cái tính cách với người ta và cái tư duy sống với người ta thì tự bạn đó sẽ giới thiệu em đến những bạn khác mà cũng có những cái điểm tương đồng vì người ta chỉ chơi với những điểm tương đồng của người ta thôi và người ta kết em vào cái vòng tròn quan hệ đó thì chắc chắn em sẽ cũng gặp những bạn y hệt như thế hoặc là gần gần giống như thế và thế là một bạn lại giới thiệu em với một bạn khác nữa thì nó sẽ rất là thú vị đó bạn anh đi na uy học xong rồi là quen được một đống bạn na uy luôn mà nó chả cần chủ động gì nó rất là rụt rè luôn và nó không chủ động gì hết nhưng mà nó quen được rất là nhiều bạn vì mọi người chủ động kết nối với nó chứ nó không nghĩ là nó phải kiểu đi xung quanh rồi kết nối với mọi người vì bản thân mình ngại bản thân mình hướng nội rồi thì mình đừng có ép bản thân mình là phải đi kết nối phải đi ngoại giao gì hết đó còn cái việc uh, chơi xã giao thì cái đấy không quan trọng nó có chơi là được có sự kết nối là được rồi và em sẽ biết dần là những cái kiểu mối quan hệ nào mà em sẽ nên có những cái sự thắt chặt lại và những mối quan hệ nào mà em chỉ nên để nó lỏng 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 thôi để em có thể buông ra bất kỳ lúc nào cũng được đó nhưng mà nó vẫn cần cái thứ để em nắm vào để em biết là khi mà em buông một cái ra thì em vẫn còn hai cái để em nắm thật là chặt đó và nó cứ tiếp tục như thế về những mối quan hệ xung quanh của bản thân em đó chứ đừng có đi học rồi cứ cắm mặt vào sách không mà just an eye contact is gonna be useful đó giao tiếp bằng ánh mắt thôi hoặc là vẫy tay chào hoặc là cúi đầu chào các thầy cô like they will pay attention to everything you do đó và để họ quyết định là à tao có nên bắt chuyện với cái bạn châu á này hay là không đó thì nếu họ ok là họ bắt chuyện là từ đây em sẽ có những mối quan hệ mới em rất là thích đấy thì đừng để mình ở cái thế bị động là lúc đó là em bị động luôn á là người ta có kết nối với em cũng chả có cần kết nối lại là em cứng đơ luôn đó thì ra đó từ cái trải nghiệm của tôi. Xin ơn anh Nam. Rồi, quán Nam. À, chị cũng muốn uh, xin uh, chia sẻ thêm là cái quan trọng ấy là cái chủ đích của em nó là cái gì? Đó, tại sao em muốn kết nối với người ta? Và từ cái chủ đích đấy nó sẽ tạo ra cái tâm thế ở bên trong em này và cái suy nghĩ của em và nó cũng sẽ tương tác với cái suy nghĩ của em về bản thân em cái sự tự tin nó là cái gì nó là nó thể hiện cái cái thế giới quan bên trong mình nếu như mà trong đầu mình 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 luôn nghĩ nha ôi mình các bạn giỏi hơn mình mà giỏi trong cái cái dạng là mình kém hơn người ta đó thì bắt đầu mình tụt mút này ôi mình chẳng có gì để sâu để tụt mút tiếp này ôi rồi ôi người sẽ ta sẽ đánh giá mình như thế nào lại tụt mút tiếp này <laughs> đó thì bây giờ mình sẽ nhận ra là cái cái mà mình đang đang nghĩ đang kể trong cái đầu mình nó là cái gì để mình nhận ra nó và mình lựa chọn À không mình mình mong muốn là mình nghĩ cái điều khác đó ví dụ nhá bây giờ nếu như mà em có thể là nam bảo là hãy ai công tác và cười đúng không thế nhưng mà các bạn ai công tác và cười với với cái chủ đích như thế nào bây giờ mình thử nhá chị chị thử cái cái version một này mm đó các bạn <laughs> cảm nhận là chị đang cái cái ai công tác đấy và cái cái cười đấy như thế nào nhỉ các bạn sẽ nghĩ là chị đang nghĩ gì trong đầu nhìn đi nam nói ừ. something bad, not good ừ, có một cái gì đấy nó xấu đúng không ừ. Uh -huh. chị đang kiểu trong <laughs> tâm thấy là à chúng ta đã có những con mồi thật là ngon <laughs> kiểu như thế đó <laughs> để tôi có thể lợi dụng để tôi có thể làm cái gì đấy nhưng mà cái cách khác là trong đầu chị đây nhá có một cái suy nghĩ khác à đây chị ai công tác với các bạn như vậy và chị không làm gì hết đó thì các bạn cảm thấy như thế nào thân thiện cười mở dễ làm ừ. quen à thì em nghĩ rằng là là khi chị cười là chị đang mong muốn gì khi chị nhìn em cười á kết nối với em ừ, đó và kết nối như thế nào một cách tích cực. Ừ, đấy. Đấy chính là chị mong muốn kết nối một cách tích cực. Tại sao? Tại vì chị tin rằng đó là một cái điều tích cực. Đó và nếu như mà cái chủ đích của chị là chị kết nối với mọi người vì mình có những cái giá trị để chúng ta chia sẻ với nhau, để chúng ta có thể là uh, tìm hiểu nhau và chúng ta cùng cùng lớn lên cùng với nhau ấy, có một cái gì đấy uh, nó vun đắp cho nhau thì cái sự kết nối đấy nó trở thành tích cực thực ra cuối cùng là chúng ta thể hiện như thế nào thì nó là cái cái cách mà ta uh, kết nối uh, cái cái mối quan hệ của ta với cái sự thể hiện đấy là như thế nào mối quan hệ của ta với cái sự kết nối như thế nào thì em có thể ngẫm ra đấy nếu như bên trong em có những dấu ấn hoặc là có những cái suy nghĩ à, kết nối thì thì đó là một cái nguy cơ bị đánh giá đó là một cái nguy cơ bị um, bị dùng bỏ đó là một cái nguy cơ bị người ta chỉ trích hay là hãm hại thì thực ra cái sự kết nối đấy cái cái cơ thể của em cái tiềm thức của em nó không muốn đâu nhưng bây giờ em có cái sức mạnh là em lựa chọn đúng không lúc nãy chúng ta nói về sự lựa chọn thì bây giờ em lựa chọn là cái sự kết nối đấy nó là tạo ra cái gì thì em em hướng cái tâm trí của em vào đấy và em bảo ồ oh, tôi mong muốn có những cái sự kết nối tuyệt vời trao giá trị vui vẻ có cái sự tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau và tôi tin tưởng và tôi yêu thích cái giá trị mà mình đang có và mình đang uh, muốn um, coi như là chia sẻ cho cho mọi người đấy thì cái kết nối đấy nó sẽ um, <laughs> nó sẽ có một cái sự tích cực ngay khi mà người ta nhìn vào em thì người ta đã muốn một kết nối vì em đã mở ra đó vì người ta khi mà em mở ra như vậy người ta sẽ cũng sẽ tưởng tượng luôn những cái gì mà em đang tưởng tượng trong đầu đấy và uh, cái nữa cái trong cái trải nghiệm của chị là chia sẻ văn hóa chị rất thích là chia sẻ cái văn hóa của người Việt Nam cho 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 người châu Âu cho nên là ví dụ đấy chị biến cái đấy cái việc mà mình làm một người mới làm một cái sự khác biệt nhá chị chị coi rằng là người Pháp Ok họ không biết là họ giỏi với cái gì có thể là họ giỏi là về cái văn hóa của họ nhưng mà mình nhưng mà họ đâu có giỏi về văn hóa của mình như mình mình cũng giỏi hơn đúng không lúc nãy em còn nói làm làm như thế nào mà để mình có thể tự tin thể hiện bản sắc của mình với những cái người mà giỏi hơn mình, chưa chắc là họ giỏi hơn mình trong tổng thể. vì nếu họ giỏi cái này thì có những cái thứ khác mà mình giỏi hơn. đấy, thì mình tập trung vào cái đấy và mình chia sẻ cho họ cái à, cái văn hóa của mình Với cái đấy họ không biết bằng mình và mình rất là tự hào. mà có những cái thứ rất là đơn giản thôi, có thể là những từ ngữ này, tiếng tiếng việt. à các bạn nói, các bạn biết nói xin chào tiếng việt là như thế nào không để tôi dạy cho các bạn nghe và mình ngược lại mình 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 hỏi các bạn là cái từ này trong cái uh, tiếng của các bạn thì là như thế nào? Đó thì chúng ngay cả cái phần ngôn ngữ ta đã có thể trao đổi chia sẻ với nhau. Chắc chắn là em sẽ giỏi tiếng Việt hơn là cái bạn ở nước ngoài đúng không? Đấy thì em tập trung vào cái đấy và em chia sẻ. Rồi sẽ có những cái thứ mà em cảm thấy là khác. Em đã nhìn thấy cái sự khác biệt đấy ở ở nước ngoài và với cái cách mà em làm thì em cũng sẽ chia, cũng có thể chia sẻ nó ra. Và nói chung là ở bên Pháp thì họ rất là thích uh, văn hóa và rất là thích ăn <laughs> cho nên là những cái đồ Việt Nam ấy rất là nổi tiếng ở bên Pháp như là uh, bánh cuốn này uh, uh, kiểu nem này đấy rồi kiểu cái 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 nem cuốn ý tiếng Pháp nó gọi là goulot de canton. đó phở cũng bắt đầu cũng rất là uh, rất là uh, nổi tiếng và nhất là bò bún Bò bún của Việt Nam ở ở, ở Pháp là rất rất là thị, uh, kiểu thịnh hành ấy. Đấy, thì em có thể là chia sẻ các bạn các bạn là biết biết uh, Nam là từ đâu ra không? Tại vì thường thì các bạn Pháp là sẽ nghĩ rằng là những cái món đấy là món có thể là Trung Quốc tại vì nó là châu Á mà, họ cũng không phân biệt. Thì các bạn biết rằng là à, các bạn có biết những cái đặc sản của Việt Nam nó là gì không? Đó là cái này cái này cái này đấy. Ừ. Rồi sau đấy thì người Pháp rất là thích ăn thử mài sửng ở bến pháp nhiều mẻ sưởng lắm uh, tiếng uh, tiếng pháp nó gọi là nuga đó nuga nuga việt nam nhau nuga việt nam em mua em chia sẻ cho mọi người cho mọi người ăn ấy chỉ sự kết nối đấy thôi là người ta đã thấy thích em rồi thì người ta sẽ sẽ đến và sẽ nói chuyện với em à, và sau đấy thì những cái ngày hội lễ tết đặc thù của việt nam em mặc áo dài hoặc là một ngày nào đó em mặc áo dài và người ta ồ oh. và và sau đấy người ta sẽ đến tự động đến với em và kết nối với em một cái điều tích cực là à cái này thật là đẹp ô cái này rất là độc đáo và lúc đấy thì em sẽ có cái để mà em có thể chia sẻ và nói chuyện với họ. Đó, đi qua sự chia sẻ vừa rồi em em cảm thấy như thế nào? em cảm thấy em nhận ra là trước giờ em đánh giá khá thấp bản thân mình mặc dù đối với cái môi trường xung quanh em thì em là một uh, bạn học sinh ở cái uh, huyện uh, nó không thuộc trung tâm thành phố ấy, cho nên là nhiều khi em cảm thấy em ở môi trường này em thể hiện được mình và em cảm thấy là uh, mình mình cũng cũng là được cũng là giỏi rồi nhưng khi mà mình đi ra ngoài em lại tự cho mình một cái là uh, cảm thấy mình thật là kém cỏi khi không bằng người ta ấy chị. thế cho nên là sau khi mà cái sự sau cái sự chia sẻ của chị và anh Nam thì em cảm thấy em tự tin vào bản thân mình hơn và em cũng không nên đánh giá thấp bản thân em như thế. Hôm trước em có đi một cái buổi triển lãm du học ấy thì em có gặp một bạn học sinh ở bên Amsterdam, Army Bạn ấy cũng học ở cái trường sắp tới mà em sẽ học và em cảm thấy em thấy bạn ấy chia sẻ và nói chuyện trao đổi với đại diện bên trường cũng là người Pháp luôn một cách rất là kiểu, tự tin. Thế xong rồi em em rất là nể phục bạn ấy thông em mới xin contact của bạn ấy. Nhưng mà em 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 lại nghĩ là uh, à, em hỏi à, bạn ấy hỏi em là em là học sinh ở trường nào thì em nói là em học sinh của Đan Phượng thì bạn ấy không biết trường Đan Phượng là trường nào ấy cho nên là em cũng cảm thấy là hơi hơi ngại khi mà mình kết nối với một bạn ở một cái trường chuyên và với mục đích là mình chỉ muốn uh, kết nối và làm quen với người ta thì sau này khi mình sang Pháp mình sẽ có một cái mối quan hệ ở đấy. Thì hôm đó em có hỏi anh Nam là anh ơi em không biết là em có nên nhắn tin với bạn ấy không? Em sợ là um, bạn ấy sẽ không không làm quen và không là không mở rộng, không làm quen với một, một người như em tại vì là em cảm thấy là em chưa được tốt, chưa đủ giỏi để có thể kết nối với bạn ấy anh người ta có sẽ nói là may tầng nào gặp mây tầng đấy thì mà mình cảm thấy mình chưa bằng người ta mình sẽ bị tự tin À tự ti nhưng mà cuối cùng thì em và bạn ấy có thể kết nối được với nhau và nói chuyện rất là thân mật mọi em còn đang dự định là sẽ sống chung một cái khu nhà thuê ở bên pháp em có nhắc đến cái là may tầng nào gặp may tầng đấy đúng không thì cái đó có đúng hay là không theo anh thì nó đúng một trăm phần trăm nhưng mà đừng quên là người ở trên lúc nào cũng có thể nhìn xuống dưới và người ở dưới lúc nào cũng có thể nhìn lên trên đó thế là chúng ta không chỉ nhìn vào cái tầng của mình đâu nên là đó là lúc cái sự kết nối nó diễn ra ấy. là khi em bắt đầu hướng thượng lên và em biết là người ta cũng sẽ có một số người họ sẽ nhìn xuống em nữa đó và nó sẽ có cái sự kết nối để họ đưa em lên cùng với cái tầng của họ thôi đó không có vấn đề gì hết dạ em cảm ơn Cảm ơn Nam và cả Nhi Và chị cũng muốn thêm đó là <laughs> Thực ra cái kém Cái mà em coi là kém ấy Có cái hay là gì Đó là kém chính là cơ hội để tôi học hỏi nhiều hơn Học hỏi những điều thú vị Và đó chính là cơ hội để tôi còn giỏi hơn Đó Nếu như mà mình coi kém đó là một vấn đề Nói rằng kém là tồi là coi như là người ta không nói chuyện với tôi nữa đấy bắt đầu bắt đầu là bên trong là tụt mút tụt mút tụt mút tụt mút thì thì cuối cùng thôi, 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 thôi không 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 kết nối không nói chuyện nữa đó thì mình chính mình tự tạo ra cái sự uh, mất tự tin và cái sự mất kết nối thế bây giờ mình lựa chọn cái tự tin cái kết nối đó là gì thì ok lúc trong đầu ngay đầu tiên mình coi kém ok không sao mình chuyển hóa luôn mình chuyển hóa luôn đó là một cái cơ hội để như thế nào nào và cái cơ hội đó là một cái cơ hội tích cực đấy Học hỏi rồi để chia sẻ rồi này nọ Và thực ra là có thật sự là mình kém hay không Hay là uh, Mình có thể là uh, Chưa uh, chưa có những cái thông tin đủ Trong cái này nhưng mà bên cạnh đó Thì mình đã giỏi ở chỗ nào Mà mình có thể là tương tác chia sẻ với các bạn được Cả bản thân chị Thì cũng đấy ví dụ Chị cũng uh, gọi là già hơn nam. <laughs> Nhiều tuổi Chị sinh năm 86 <laughs> um, Tức là Cuộc sống của chị là chị sống lâu hơn Nam. Thế nhưng mà thực ra thì Nam có rất là nhiều trải nghiệm rất là hay. Và chính các bạn, kể cả các bạn ở đây, kể cả các bạn đặt câu hỏi thì các bạn có những cái trải nghiệm mà chị chưa bao giờ được trải nghiệm vì đấy là trải nghiệm cuộc sống của các bạn mà. Cho nên là chị vẫn có thể gọi là chị rất là kém để hiểu cái cuộc sống và trải nghiệm của các bạn đúng không? Đấy. Vậy tức là chị luôn ở trong cái tư thế là học hỏi. Và một cái người mà tức là hồi xưa chị cũng như thế nha chị cũng kiểu ví dụ như là chị hoạt động xã hội nhiều chị ở ngay ở trong cái hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp này lúc đấy là còn đang sinh viên nó đi làm đâu nhưng mà mình muốn học hỏi ấy thế sau đấy thì mình cũng ngại ngại mình cũng tự hỏi ôi mình cũng muốn đi nói chuyện với người này và mình cũng muốn đưa cái danh thiếp nhưng mà mình mình làm như thế nào thì lúc đấy chị mới có một cái ở trong đầu rằng là nếu như mà cái người đấy thực sự nó là tốt cho mình nó là một cái mối quan hệ tích cực và tốt và nếu và nếu mình là, là chính là cái người đấy nhá là một cái người tích cực và tốt này thì có một người đến với mình này kể cả coi là um, làm kém kém tuổi hơn mình hay là kém kinh nghiệm hơn mình hay gì đấy thì um, mình muốn kết nối với họ như nào à, họ kết nối với mình thì mình vui vẻ à, ok rất là tuyệt vời là em để nói chuyện với chị và wow, hay quá đó còn nếu như mà cái người đấy khép kín và người ta người ta khinh ấy thì thực ra là mình thấy à càng tốt tức là mình sẽ sẽ càng coi như lọc cái mối quan hệ đấy nó nhanh hơn rất là nhiều cho nên là nếu như mà uh, lúc, lúc ban đầu mình muốn uh, có cùng, um, kết nối với ai đấy thì chị tập trung vào cái đấy là à cái người đấy nếu mà thực sự tốt thì ok họ sẽ tiếp tục kết nối với chúng ta vui vẻ còn nếu không thì á à, không sao thì đấy có chính là một là chưa đủ duyên hai là cũng là giúp cho mình là lọc những cái mối quan hệ nó thực sự nó là tốt cho mình đó và Uh, bản thân chị thì chị thấy cũng cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian cho những cái người mà cảm thấy là không không muốn kết nối với mình vì họ họ thấy là mình tiêu cực hay là như thế nào nhưng mà đấy là cái nhìn của họ và đấy là cái thế giới quan của họ đó không phải là sự thật và đó không phải là mình Đấy. và mình tập trung vào những cái mối quan hệ tích cực là luôn trân trọng Nhớ cái sự trân trọng và tích cực nó là cả hai phía nó là chúng ta trân trọng và tích cực lắng nghe bản thân mình và người khác chứ còn nếu như mà có một cái phần nó là mình chỉ nghe lắng nghe mình yêu thương bản thân mình và coi trọng mình và cái người kia là, là thấp thì đấy nó, nó bất cân bằng và ngược lại là mình cho tất cả mọi người khác đều là giỏi và mình thì là kém thì cái đấy cũng không phải là cái sự cân bằng thì chúng ta cần cân bằng hóa lại cái việc mà chúng ta uh, coi trọng cả mình và người khác đấy chính là sự kết nối kết nối đó không chỉ là kết nối với mỗi mình không chỉ là kết nối với mỗi người khác mà nó chính là cả hai vừa mình và vừa người khác và khi mà mình kết nối với mình ý, kết nối với mình là như nào là mình kết nối với cái, cái sự tự tin là sự vui vẻ cái giá trị của mình này thì mình vui mình tích cực thì lúc đấy cái sự kết nối với người khác nó sẽ rất là dễ dàng và mình cũng tin rằng người ta cũng có những cái giá trị để chia sẻ để cho mình um, học hỏi đấy thì lúc đấy thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn và vui vẻ hơn ok nam có muốn thêm gì không dạ không ạ em cảm ơn chị cảm ơn nam và cảm ơn uh, yến nhi uh, có những uh, cho mình có cơ hội để trả lời uh, những cái này rất là hay đã, em cảm ơn chị sau đó, bây giờ em nhận ra là um, khi mà người ta không muốn kết nối mình không phải là lỗi của mình là do mình không thuộc cái cái um, à, mình không phù hợp mình không phù hợp với cái mindset của họ thì đấy cũng không phải là lỗi của mình và mình cũng tự tin là tự tin là mình đủ khả năng làm gì đó và cũng không nên đánh giá thấp bản thân Em cảm ơn chị à. Em cảm ơn anh Được Rồi quá cảm ơn em có ai có uh, câu hỏi hay là có những cái chia sẻ nào khác không? Lúc nãy chị có nhớ là Vi, Yến Vi có kể rằng là có những cái thể hiện trong, um, có những cái khó khăn trong cái việc mà thể hiện bản sắc của mình á. Uh, thì Vi có thể chia sẻ được không? Nếu mà Vi còn ở đây. À, vâng ạ em chào chị ạ thì uh, vừa mới uh, hồi chiều nay thôi thì em vẫn uh, có một cuộc uh, tranh luận với gia đình vì gia đình thì luôn muốn em uh, sống một cuộc sống ổn định và học tập tại Việt Nam nhưng mà em thì luôn muốn uh, được trải nghiệm nhiều hơn và muốn tiến xa hơn thì em đã rất nhất quyết về cái cái quyết định của mình để uh, đi du học nhưng mà uh, em luôn bị có một cái áp lực là khi mà mình đã chọn con đường này thì mình làm thế nào để thành công với nó và em rất là lo sợ là mình chọn sai đường và thế là mình đã không nghe lời bố mẹ và mình đã chọn sai mất rồi nên là em em luôn có nỗi lo sợ đấy trong lòng thì không biết là em nên em không biết là em nên suy nghĩ như thế nào ấy ạ cái này em xin phép trả lời trước luôn nhé vì nó là cái mà rất là thiết thực với em hello vi vì... Thì là như vì có thể thấy trên mạng xã hội của anh mấy ngày nay Anh thông post về cái bạn mentee mà vừa đó học bổng toàn phần của BUV Sáng nay anh vừa đi nhận cái học bổng của bạn đấy xong Và mọi người rất, rất là vui vẻ Thì câu chuyện đằng sau cái việc nợ học bổng đó của bạn đấy Thì thật sự là bạn đấy là 2K4 rồi Tức là bây giờ đang là sinh viên năm 2 của trường đại học Hà Nội Và anh chính là người mà đã khuyên bạn đấy là nên nợp học bổng Và cuối cùng là bạn đã đưa ra một cái quyết định rất là liều lĩnh đó chính là ngay trước khi có kết quả học bổng luôn khi bắt đầu là hồ sơ học bổng BUV thôi bạn ấy nghỉ học Hanu luôn đó bạn đã nghỉ học Hanu vì điều kiện gia đình của bạn ấy không cho phép và con đường bạn đã chọn từ hai năm trước bây giờ bạn ấy muốn chọn lại sau đó bạn nộp BUV Nghĩ học Hanu vì đây không phải phù hợp với bạn đây nữa mà bạn nên muốn cống hiến một một trăm phần cho BUV và cuối cùng cái quyết định liều lĩnh đó giấu hết tất cả mọi người đó nó đã có một cái quả rất là ngọt là bạn đã đổ học bổng toàn phần của BUV đấy nên là cái quyết định mà em đưa ra bây giờ ấy nó có thể đúng thì nó tốt còn nếu mà nó có thể sai hoàn toàn mà nó rất là sai luôn thì nó cũng không sao hết vì em luôn luôn có thể làm lại đừng nghĩ khi em chọn sai đại học là cuộc đời này em nó sẽ đi xuống mương luôn thì nó không phải là như thế mà là đó cũng chỉ là vô vàng trong những cái sự lựa chọn mà em có trong cuộc sống thôi nếu mà mình quyết định thì cố gắng quyết định đúng đắn nhất với bản thân em ở thời điểm hiện tại và nếu có đi sai thì hãy biết là em vẫn có thể đi lại bạn để bạn đi học 2 năm bạn này còn kiểu 1, gọi là một năm kỳ nữa là tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ anh rồi nhưng bạn ấy quyết định là rẽ sang một cái hướng khác và rất là liều lĩnh thì bạn nó cũng đâu có biết được là cái môi trường cái con đường cái quyết định các bạn nó sắp rẽ hướng đến nó sai hay là nó đúng đâu đúng không nhưng mà bạn đi vẫn quyết đoán với cái điều đó và với một tí may mắn nữa thì bây giờ bạn đây đã đổ và cuộc đời bạn đã lại rẽ sang một cái hướng khác đó nên là đừng nghĩ cuộc đời em nó sẽ là một cái đường thẳng một đường thẳng nó sẽ đến một đường thẳng khác mà nó sẽ là một trong một cái đường thẳng thôi nó sẽ rẽ ra kiểu hai ba bốn năm sáu nhánh khác để em follow luôn thì bất kỳ một cái nhánh nào em chọn ấy nó đều nằm trên cái đường thẳng đấy hết đó chứ không phải nó tách biệt với cái cái nhánh gốc ban đầu đó thì hãy tưởng tượng nó như thế thì bây giờ em cứ chơi liều đi thì bố mẹ có thể support quan điểm của em bằng những cái dẫn chứng mà em đưa ra em cam kết những cái điều gì sau cái quá trình mà em học nó và ngồi phân tích thật là thực tế cho bố mẹ em nghe luôn đấy còn nếu bố mẹ em mà gọi là áp đặt và em không thể nào thay đổi được nữa thì cứ đi theo con đường của bố mẹ em muốn và nếu em thất bại thì đây chính là lúc mà bố mẹ em sẽ cho em cái quyền để thay đổi cái điều đó. Em vẫn đang còn rất là trẻ, 18, 19 tuổi thì thất bại cái giai đoạn này mới đúng với đúng cái giai đoạn của nó là em phải thất bại thôi bằng cách này hay là bằng cách khác. Đấy, thì nếu đi theo bố mẹ thất bại, ok bây giờ con có quyền chọn. Nhưng mà nếu đi theo bố mẹ thành công Thì tôi sẽ cố gắng thành công hơn nữa Và tạm gác cái ước mơ kia lại Để sau này tôi có điều kiện tôi sẽ thực hiện sau Đấy Vì chúng ta sẽ không bao giờ biết Điều gì sẽ xảy ra Ở cái lựa chọn Cái con đường còn lại hết Nên là mình chỉ có thể đi tiếp tục Cho đến khi nào mình không thể đi nữa Thì mình mới rẽ xem cái con đường khác Đó Cảm ơn Nam rất là nhiều Chia sẻ rất là hay à, Chị cũng muốn um, hỏi Vi một cái này Bây giờ là Uh, mình lựa chọn giả sử nhau có một người này lựa chọn là đam mê làm ngành bác sĩ và bây giờ đi vào làm ngành bác sĩ thì uh, um, sau đấy là khi mà thi tốt nghiệp bác sĩ thì chuẩn vậy thì người đấy đúng hay sai? Theo vi vì... uh, câu hỏi này em cũng chưa chưa biết đáp án như thế nào Ừ. có lẽ là chưa đủ may mắn thôi ạ Ừ, ok, tiếp nhá. Thì bây giờ cái người này vì là không uh, kiểu thi bác sĩ mà mãi không được Thế là mới bắt đầu là bỏ nghề, tức là um, bỏ cái hướng đấy đi Và cuối cùng là chán quá thì mới cuối cùng là tập trung vào cái đam mê của mình là cái nghệ thuật và vẽ Và cuối cùng người ta rất là giỏi và cũng nhờ cái việc mà mình đã đi um, đi học làm bác sĩ lại gặp được một cái người lại cũng rất là ủng hộ mình trong cái uh, cộng trong cái việc mà mình làm cái um, cái phần nghệ thuật đấy và về sau cái người đấy trở thành một cái người rất là nổi tiếng bán tranh rất là giỏi và rất là được người ta hâm mộ và rất là giàu có. Vậy thì cái việc đó cái việc mà bây giờ người ta đến um, kiểu đi lúc ban đầu làm bác sĩ thì nó là đúng hay sai? em nghĩ là cũng không sai bởi vì nó là cái 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 bài học cái bước đệm để mà mình chọn được mình dễ được sang một cái hướng mới ạ rồi được rồi em thực ra thì tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều có thể là bước đệm tất cả mọi thứ trong cuộc sống nó đều có thể biến thành cơ hội quan trọng là em sử dụng nó như thế nào có một cái câu bằng tiếng pháp nó gọi, nó nói rằng là cuộc sống chúng cho chúng ta những cái cục đá ấy, và chính chúng ta sẽ là người lựa chọn dùng những cái đá đấy để để đắp thành bức tường hay là để tạo ra một cái cầu cầu nối hoặc tiếng pháp nữa, vì là có những như đây thì sẽ là la vie nous donne des des pierres à nous construire un mur ou un pont đó vậy thì thực ra là cái sai đúng nó đều mang cái tính chất tương đối và không có cái gì thực sự sai không có cái gì thực sự đúng cả đấy nên là cuối cùng là quan trọng cùng với cái sự kiện này thì em lựa chọn là mình phản ứng với nó như thế nào mình coi nó là một cái cơ hội hay mình coi nó đó là một cái điều ôi rất là đau đớn đấy ngay cả cái việc mà gia đình áp đặt em nó cũng là một cơ hội để tức là nó một cái thử thách ấy, để hỏi xem là em có thực sự chắc chắn và tin tưởng vào cái con đường của em không tại vì nếu em thực sự tin tưởng vào vào chính em nhá, vào chính khả năng của mình và và vào chính cái giá trị của mình ý, thì bên ngoài nó cũng thì mình vẫn vui vẻ mình đón nhận. Còn nhưng nếu như mà em vẫn còn cái nỗi sợ bên trong em vẫn thực sự chưa vững thì em bắt đầu em em sẽ lung lay lung lay lung lay đó. đấy là điều đầu tiên và chính cái câu hỏi của em là làm thế nào để thành công? chính cái suy nghĩ là ôi mình có đang chọn sai hay không chính nó đang dằn vặt em đó <laughs> tại vì em còn cái suy nghĩ đấy thì em sẽ còn sẽ, sẽ 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 đang kết nối với cái sự không thành công và cái sự sai của mình và em không kết nối với cái tiềm năng Coi là uh, vô hạn của mình là em có có thể là làm được một cái gì đấy và em coi đấy là một cái uh, uh, gọi là một cái cơ hội <laughs> bản thân chị nhá, chị thực ra bố mẹ cũng chả áp đặt cũng chẳng đẩy gì cả về sau chị mới biết là cái lúc mà chị sang pháp là bố mẹ thực ra cũng không có muốn đâu vì cũng rất là lo lắng cho chị nhưng mà chị cũng... <laughs> vô tư chị à được học bổng ok thì đi kiểu kiểu rất là vô tư ấy kiểu người ta ừ, cho phỏng vấn ok thì đi phỏng vấn à được nhận ơ ok thì đi đấy kiểu như thế thế và sau đấy bề ngẫm lại thì đấy là một cái điều tuyệt vời là tại vì là nó giúp cho chị là hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. Hồi xưa chị ghét Việt Nam lắm, chị thấy rất là <laughs> không có tự hào gì với dân tộc của mình này rồi nhà quê rồi chân, phân bò bẩn thỉu ghét này. Thế nhưng rồi nhưng mà về sau thì rất là thích về Việt Nam và thấy đồng ruộng thấy bụi tre rồi, wow, rất là tuyệt vời đấy. Hồi xưa là gia đình chị ở nhà kết nối rất là xị mặt rồi rất là ghét em trai thì đánh tay tôi tội nghiệp đó khi mà sang pháp thì tự nhiên lại nhận ra ôi gia đình nó có một cái sự rất là quan trọng và tự nhiên mình mình lại mong muốn kết nối với gia đình nhiều hơn vì mình ghi nhận cái giá trị đấy vậy thì cũng bên cạnh đó có những bạn khác đi du học thì tự nhiên các bạn có thể là trầm cảm hay gì đấy và cuối cùng quan trọng đó chính là chúng ta làm gì với cái việc ta đi du học đó nếu mà chúng ta đi du học và chúng ta chỉ ở nhà không và chúng ta không có làm gì không có tương tác và cũng không học gì thì du học để làm gì Quan trọng là em cần hiểu rằng là tại sao em muốn đi du học vẫn quay trở về cái lúc nãy mà mình chị nói nhá đó chính là cái cái chủ ý của em là là cái gì em kết nối cái việc đi du học đấy với cái sự tích cực cụ thể là như thế nào em rõ ràng với bản thân em thì em có thể nói rõ ràng cho chính bố mẹ em đó và thành công hay không đó thực sự nó là do cái quyết định của em và thực sự mỗi trải nghiệm đều là một sự thành công ngay cả thất bại thất bại đó là em đã thành công trong cái việc thất bại đấy mà ngay cả ông Tesla đã thất bại hàng nghìn lần trong cái thí nghiệm của ông ấy và ông ấy bảo tôi đâu có thất bại tôi đã thành công trong việc là tôi đã hiểu là tôi đã thất bại như thế nào đấy thì từ đấy thì chính vì thế nên, nên ta mới nói là thất bại là mẹ của thành công và cuối cùng chị muốn cảm ơn bố mẹ em cảm ơn bố mẹ em tại vì rằng là cái chủ ý của bố mẹ em là muốn em có một cuộc sống ổn định là mong muốn những cái điều tốt cho em và họ thì tất nhiên là họ sẽ phóng chiếu cái mong muốn của họ cái niềm tin của họ lên bên trên, bên trên em nhưng quan trọng là em ghi nhận và cảm ơn bố mẹ em về cái chủ đích đấy cái sự yêu thương đấy và em nói một cách rõ ràng tự tin là con cảm ơn bố mẹ đã luôn là yêu thương con, đã luôn nghĩ tốt cho con và con cảm ơn bố mẹ tin tưởng vào con đó. và khi mà em nói cái điều đấy với thực sự cái trạng thái bên trong là em tin tưởng nha và em yêu thương thì cái đó ấy, nó sẽ giúp mình người bên kia chứ còn nếu mà em nói ô, ô, bố mẹ ô, bố 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 mẹ tin tin tưởng con nhá, thực ra là con con nghĩ là con cũng uh, cũng cũng sẽ thành công đấy. <laughs> kiểu vừa nói và vừa không tin mình ấy. Thì lúc đấy là bố mẹ bố mẹ nghe là bố mẹ đã cũng không muốn tin rồi. Thì bảo con này không không có đủ khả năng để tiếp đổi tao sẽ giúp nó tin uh, tin tưởng Đấy, kiểu như thế bằng cách là nghe lời mình, đó, kiểu như thế. Ok. Thì uh, Nam có muốn uh, chia sẻ gì thêm không? À, em sẽ, nếu có câu hỏi gì nữa thì em sẽ muốn trả lời thêm một câu nữa Rồi em uh, chạy đi event <laughs> Ok Nam, okay. trước đấy thì uh, uh, Vy uh, cảm nhận như thế nào về cái buổi chia sẻ vừa rồi? À, thực sự là em rất là biết ơn vì những lời của hai anh chị đã chia sẻ ạ Em sẽ phải đặt ra rất nhiều câu hỏi và trả lời cho bản thân mình ạ cũng hơi xúc động khi mà chị nhắc đến cái việc là em phải cảm ơn bố mẹ bởi vì là thật ra là em có hơi trách tại vì em nghĩ là bố mẹ không ủng hộ em ấy ạ nhưng mà sau khi nghe chị nói thì em nghĩ là mình phải cân nhắc lại và cảm ơn bố mẹ nhiều hơn ạ em cảm ơn ạ có thể là vì em cũng em cũng chả bao giờ nói với họ về cái quá trình mà em em nờ họ bỏng đi du học chẳng hạn ấy. em có bao giờ nói với họ đủ nhiều về à ah, ok tối nay con thức con làm cái này hoặc là bố bố mẹ xem coi cái trường này nó ok hay là không hay là em cứ tự quyết định hết tất cả mọi thứ rồi em đùng một phép à con muốn cái này này bố mẹ cứ cho con cái này luôn xong bố mẹ em kiểu ngơ ngác bật ngửa luôn vì họ không biết là à, tự nhiên đâu ra nó lại giới thiệu cho mình cái này làm sao mà tôi có được cái sự tin tưởng với con tôi khi mà nó đùng một phép nó nó đòi một cái mà nó quá là cao xa tôi chả biết cái trường này ở đâu trời tay đất quỷ thần nào chả ai hiểu cái gì hết đó thì em thử gọi là include your parents in your process thì để xem nó như thế nào Kêu bố mẹ ơi con xem cái trường này bố mẹ thấy cái nước này được không trời ơi, con trân trọng cái cái, tưởng của bố mẹ lắm ok cái nước này con nghĩ lại nó cũng không có sạch sẽ đến thế hoặc là cái nước này nó hay hơn rồi bố mẹ chỉ em à, sao con không tìm nước này đi ok để con tìm cái trường nước này rồi mình cùng nhau mình so sánh cả nhà mình cùng làm những cái phép so sánh xem là bố mẹ thích cái gì con thích cái gì xong rồi cả nhà mình cùng vô cùng bình chọn là đều tìm được cái sở thích chung của nhau và và cứ thế mọi mọi bước ấy, nó đều có bố mẹ em trong đó Và em vẫn làm chủ những cái bước đấy Thì bố mẹ em sẽ là À bạn này chuẩn bị hết tất cả mọi thứ Và bạn này cho mình biết là bạn này đang muốn cái gì rồi Và khi cái final decision Cái quyết định cuối cùng được đưa ra Thì nó trong toàn bộ hành trình đưa ra quyết định đó Là nó đã có sự có mặt của bố mẹ em rồi Thì họ chả có cái gì phải lo hết Đó Thay vì họ sẽ xem lại ngay từ đầu Họ sẽ bắt đầu bị sốc Họ phải suy nghĩ Đấy Thì như thế nó sẽ có một cái sự thay đổi Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Đúng là thực sự là em không chia sẻ nhiều lắm và toàn tự quyết Đấy. định thôi. Yeah. Đúng rồi em. Và cái quan trọng ở đây nhá, và cũng là bài học cho tất cả mọi người đó chính là đầu tiên chính là sự kết nối. Ta kết nối với người ta ấy, thì người ta mới có thể lắng nghe mình. Người ta cũng mới có thể là chia sẻ với mình và mình mới có thể chia sẻ với người ta mà người ta lắng nghe mình. Còn nếu mà mình mất kết nối rồi, ấy, thực ra mình có nói bao nhiêu thì <laughs> người ta cũng không nghe. Và mình trong khi mà mình 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 trả lời người ta mình cũng đang trả lời với cái sự mất kết nối tại vì mình đang trách móc người ta ở trong đầu này đấy mình nói bố mẹ không tin con là bố mẹ chẳng hiểu gì với con đấy mất kết nối luôn thì với cái cái đấy thì người ta bên ngoài người ta, ngay cả bản thân mình nhận được cái đấy mình cũng không không muốn nghe họ mà vậy thì mình cảm ơn họ về cái chủ đích uh, tích cực của họ đó là gì ghi nhận đã đó và cảm ơn tin tưởng rằng là họ mong muốn cái điều tốt cho mình Đấy, và bây giờ thì mình kết nối với họ như thế nào mình chia sẻ với họ như thế nào mình có cụ thể là gặp những cái người đã từng đi du học và họ đã thành công và họ đã chia sẻ như thế nào đi du học cũng có thể là bố mẹ là là sợ mất con hay là sợ con hư hỏng hay là sợ con khổ thì bây giờ thì mình đã có những cái kiến thức gì những cái gì để chuẩn bị cho mình trong cái cuộc sống ở nước ngoài như thế nào và nó sẽ giúp mình trưởng thành như thế nào tức là cho bố mẹ cũng kết nối với những cái uh, cuộc sống Uh, một, một, một cái hình tượng tương lai nó tích cực hơn mà cụ thể như thế nào thì đấy nó bắt đầu từ mình trước, ok. <laughs> uh, bây giờ thì thực ra là cũng là ba giờ mười. Uh, Nam còn nói là chia sẻ thêm một câu hỏi nữa nhưng mà chị đang muốn là mọi người có thể là wrap up lại tổng kết đó và tương tác với nhau xem là mỗi người đã giữ lại trong mình uh, những cái điều gì hay trong cái buổi này thì Nam có ok không? Yes, ok à, Vậy thì mình xin mời các bạn có thể chia sẻ và có một cái thời gian là ngẫm một chút là qua tất cả những cái uh, chia sẻ của ngày hôm nay này là các bạn thấy cái điều những cái điều gì tâm đắc mà các bạn mong muốn giữ lại cho mình và uh, thực hành cho mình trong cuộc sống Tại vì nhiều khi chúng ta nghe hay là đọc rất là nhiều nhưng chúng ta lúc đầu là thấy ồ ồ hay hay thế nhưng mà sau đấy nếu chúng ta không có thực hành chúng ta không có trải nghiệm trong cuộc sống thực nghiệm trong chính mình thì lúc đấy thì nó sẽ không không được cái 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 hạt giống nó không được nở ra đấy vậy chị coi đây là một cái bước rất là quan trọng để cho mọi người cái lúc mà mọi người chia sẻ cái mà mình nghiệm ra cái quan trọng với mình ý, lúc đấy mọi người bắt đầu thấm vào cho mình thêm và và lúc đấy thì cái và nó cũng sẽ giúp cho mọi người rõ ràng hơn nữa về cái mà mọi người đã nghiệm ra được ok vậy thì mình mong muốn là cho các bạn có thể chia sẻ được không ạ Cho Linh chia sẻ trước Tại vì Linh, Linh phải đi uh, Linh cảm ơn Dương Tại vì mỗi lần mà Linh được nói chuyện Với Dương Thì hôm nay Dương giới thiệu cho Linh Em Nam Thì Linh thấy Em ấy rất là tích cực Và có một cái nhìn rất là khách quan Linh, là, Linh rất là thích lên à, Linh rất, rất là thích cái câu mà trong một cái rổ cà chua tự nhiên có một quả táo khác cái rổ, cà chua thì nó đã tạo ra sự khác biệt rồi cái đó là cũng một cái mà giống như là mình <laughs> Linh thấy rất là hay tại sao mình phải nỗ lực mà mình phải ôi tôi 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 là người Việt Nam đây tôi là người Việt Nam đây bản thân mình physics của mình đã là người Việt Nam rồi nên thấy cái cái quan điểm nó rất là hay à, sự tích cực sự tích cực và cái tiềm năng trong cái bản thân của mình Nó đã làm mình khác biệt rồi Mình không cần phải đi tìm đâu đây Ôi tại sao mình phải khác biệt Tại sao mình mũi tẹt Tại sao mình mắt đen Sao tụi nó tay sao mày... Tại sao mình ăn nước mắm hôi thế Xong đó là một bản sắc văn hóa Việt Nam rồi Nên thấy rất là hay Cảm ơn Dương, cảm ơn anh Nam Em cảm ơn anh chị Ừ, chị chị rất là thích cái suy nghĩ của em em rất là còn trẻ nhưng mà cái suy nghĩ của em là tích cực chị em đem lại cái sự năng lượng tích cực cho chị. Thì nói cái điều đó rồi thì linh là mong muốn là mình uh, mình muốn trải nghiệm như thế nào trong cuộc sống bây giờ thực hành gì uh, trải nghiệm trong cuộc sống bây giờ thì uh, thực ra mình sống ở pháp đủ <laughs> lâu đến nỗi mà nhiều khi mình cũng không đủ lâu nhưng mà nhiều khi mình quên mất là mình có một cái bản sắc hay như thế <laughs> là mình tiếp tục phát huy thôi mình tiếp tục phát huy là mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho con của mình là đấy con là người Việt Nam con có một cái sự hay như thế đấy linh linh muốn phát huy cho con con của mình biết thêm về về sự hay ho như thế tại vì mỗi lần nói nói với tụi nó con người việt nam đấy ôi việt nam nóng lắm nhưng mà linh sẽ qua qua đây thì linh sẽ có thể giới thiệu khác đi ừ nóng nhưng mà ở bên này lạnh lắm nắng nóng bên đó mình có thể thoải mái vui vẻ chứ bên này lúc nào cũng coi ra áo lạnh thì đấy linh thấy cái sự đó hôm nay linh tìm linh thấy được một cái này thì linh thấy hay Rất rồi, quả Linh cảm ơn Linh rất là nhiều. Các Cả em mỗi... cảm ơn dương ừ. vì có muốn chia sẻ không? À, bữa nãy thì em cũng có chia sẻ rồi đấy ạ thì à, thực sự đối với em buổi này cũng rất là hay ngoài câu chuyện của mình ngoài câu hỏi của mình thì em còn được nghe rất à, các câu hỏi của em rất là trẻ nhưng mà các bạn có một cái câu hỏi rất là uh, thật và rất là sâu sắc về cuộc sống các bạn ý thì à, qua cái câu chuyện của hai bạn thì em cũng thấy có những hình ảnh của em trong đấy À, qua đó thì em cũng học được cái cái cách để cái cách mà chị Dương đã đối diện cái cách mà Nam đã xử lý à, và em cũng rất là đồng ý mọi người à, tuy nhiên à, cái cái gọi là cái gì nhỉ cái cảm nhận cái cảm giác tự ti nó là cái điều mà à, rất nhiều người gặp ai cũng có và đối với những người mà luôn luôn mong muốn phát triển bản thân mình luôn luôn muốn kết, à, kết nối với những người giỏi hơn mình thì à, mình sẽ hay có cái cảm giác đấy À, thì em cũng học được cái cách đối diện với cảm giác đấy từ cái chia sẻ của chị à, cái quan trọng nhất là mình phải duy trì được cái cái gọi là cái tâm thế học tập tâm thế cầu tiến của mình để mình uh, gạt đi cái cảm giác tự ti kia à, ngoài ra thì em cũng rất là thích cái chia sẻ bị Dương ở điểm là uh, mình sẽ chủ động lựa chọn trong bất kỳ một cái uh, suy nghĩ hay là cái 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 việc gì mình sẽ chủ động lựa chọn nó uh, chứ Uh, không phải dựa vào bất kỳ một cái uh, quan điểm nào của bên ngoài thì Đấy là một cái điểm mà em sẽ ứng dụng một cuộc sống của mình Tức là thay vì uh, cứ đi tham khảo hay là copy một cái mô hình nào Em sẽ uh, tự chủ động đưa ra một cái lựa chọn của mình Đối với bất kỳ một cái vấn đề nào Đấy là cái điểm mà em thấy hay nhất À tuyệt vời, cảm ơn em rất là nhiều. Um, có ai muốn chia sẻ nữa thêm nữa không? Trước khi chúng ta kết thúc. Coi như việc tí nữa em phải rời sớm xong em sẽ có một số cái cảm nhận về cái buổi hôm nay và một số cái gọi uh, là feedback nho nhỏ của em. Uh, feedback nho nhỏ của em là mình nên có tầm cái 10 hay là 20 buổi gì như này nữa. Vì em cảm thấy nó rất là thiết thực để có thể nói chuyện với từng từng anh chị, từng bạn một về cái vấn đề trong cuộc sống của họ và em chia sẻ là để em học thêm từ mọi người chứ chứ không chỉ để mọi người có thể học từ những chia sẻ của em nên là em cảm thấy rất là vui vì có thể làm giàu trải nghiệm sống của mình và của mọi người cùng một lúc. Và như thường lệ thì chị Dương vẫn mang đến một cái năng lượng rất là tích cực và gọi là accepting ấy là mang đến một cái sự sự chấp nhận đón nhận với tất cả mọi người trong một cái buổi rất là ấm cúng như thế này. Cảm ơn em rất là nhiều cũng đã dành thời gian để kết nối với mọi người. À, trước khi chúng ta kết thúc, chị có thể là dành cho một bạn cuối cùng có thể là chia sẻ cảm nhận của mình được không ạ? Thì Nam cũng cần phải đi rồi. Ý. Và cái sự chia sẻ đấy chính là một cái món quà nha. Em, em okay, cảm ơn. À, sau cái phần câu hỏi của em về cái phần làm sao để có thể kết nối được với mọi người thì em đã hoàn toàn thay đổi cái mindset của mình thì mình phải làm thế nào để cho người ta tự động mình kết nối với với mình vì cái bản sắc của mình và em cảm thấy là mình không nên uh, đánh giá thấp bản thân mình quá và mình nên trân trọng những cái gì mà mình đang có và tiếp tục cố gắng phát huy nó và bên cạnh đấy thì cái câu chuyện của bạn phạm vi cũng làm em nhớ đến cái câu chuyện của em mà nó thực sự là nó là một cái nút nút thắt trong lòng em mà em em chưa thể giải quyết được đến bây giờ thì nó nó chỉ là gợi ý cho em để em có thể giải quyết được nó rất là vấn đề vấn đề về việc mà um, bố mẹ em thì hoàn toàn trái lại về bố mẹ của bạn phạm hiền vi thì um, bố mẹ em rất là ủng hộ cái quyết định đi du học của em và họ um, put all their effort để support em cái trong quá trình mà em du học ấy tại vì là bố em bố mẹ em kiểu làm ngày làm đêm mẹ em nhiều khi làm cả ngày cả đêm ở bên nước ngoài để kiếm tiền cho em đi du học ấy cho là em rất trông trân trọng cái điều đấy và thế ra em em vẫn là sợ là sau khi mà em đi theo con đường đi du học như thế thì sau khi mà em tốt nghiệp em sợ là mình sẽ không thể kiếm được việc và là mình sẽ không thể là đáp ứng được cái um, nguyện vọng cái ước muốn của bố mẹ em đặt ra khi mà uh, bố mẹ em bắt đầu support em trên cái đường đấy kiểu em 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 luôn lo lắng là mình sẽ phải uh, không kiếm mình sẽ không kiếm được việc và mình sẽ phải trở về Việt Nam bắt đầu lại từ đầu các thứ em rất là sợ cái điều đấy luôn Chị rất là cảm ơn cái sự chia sẻ của em và Chúc mừng em và mọi người là nhận thức ngày hôm nay nhá là chúng ta là chính, chính là những người kiến tạo ra cái cuộc đời của mình. Ta có cái suy nghĩ gì thì ta sẽ hút cái suy nghĩ đầy đến với mình. Nếu như mình chúng, chúng ta tập trung vào cái việc lo lắng là tôi không kiếm được việc. Tức là tôi đang tập trung vào cái việc là tôi không tin tưởng vào cái giá trị và cái khả năng của tôi. Thế thì cuối cùng tụt mút tụt mút, tụt mút, tụt mút và cuối cùng cái, cái, lúc mà chúng ta tìm những cái nhà tuyển dụng là chúng ta đang đang phát ra cái tín hiệu tôi không tin tưởng tôi đâu, tôi không tin tưởng tôi đâu hãy lấy tôi tại vì tôi cảm thấy mình rất là kém ấy, kiểu như thế thế bây giờ ta chuyển hóa lại cái điều đấy ta tập trung vào cái từng bước mà mình đang đi và tập trung vào cái giá trị của mình tập trung vào những cái thành quả mà mình đã đạt được đó những và và khi mà mình hỏi những người khác là à, các bạn thấy là mình giỏi điều gì mình tích cực ở điều gì mình, các bạn ngưỡng mộ gì ở ở mình đó thì đầu tiên là mình viết hết tất cả những cái đấy ra để mình mình nhớ mình nhớ mình mình kết nối với cái điều đấy rất là nhiều và mình tin tưởng vào cái giá trị của mình đó thực ra là uh, ai cũng có thể tìm được việc thôi quan trọng là bạn phát ra cái cái năng lượng thế nào một người tuyển dụng có muốn một người uh, tôi đang kiếm việc không hay là một người đang đang luôn luôn lo lắng lo lắng về bản thân đấy thì thì cái đấy nó không cho mình cho người khác cái sự mong muốn để làm việc với mình vậy thì ta lại kết nối lại với cái giá trị với cái tiềm năng cái sự tin tin của bản thân và tôi nói rằng là à tôi có cái giá trị cho bạn đó và bạn cũng có cái giá trị cho tôi và chúng ta cùng chia sẻ giá trị cho nhau đồng thời là mình cũng trong khi mà mình đi học mình học hỏi mình học hỏi xem những cái anh chị trước đấy đã tìm việc như thế nào, những cái chìa khóa của sự tìm việc ra sao, mình chuẩn bị trước cái tương lai đấy của mình. Thì lúc mà mình ra thì mình đã có những cái sự chuẩn bị rồi. Đấy. Ok. Cảm ơn Nhi rất là nhiều đã chia sẻ. Và chị tin tưởng em. Chị thấy em là một người rất là thông minh và em thấy không? Em đã có cái tầm ảnh hưởng để cho ba bạn của mình đến tham gia cái buổi ngày hôm nay mà. Cái tầm ảnh hưởng đấy, những cái nhà tuyển dụng đang rất là cần đấy. <laughs> cảm ơn em <laughs> ok bạn nam không biết còn đây không thì uh, chị uh, cũng uh, rất là cảm ơn mà <laughs> Nam chắc là đang chuẩn bị cho cho, cho phần tới thì uh, bây giờ chị uh, xin uh, dừng lại cái buổi zoom ngày hôm nay chị sẽ uh, trao đổi với nam xem là mình sẽ có những cái uh, sự kiện gì khác với nhau nhé thì mong các bạn cũng uh, ủng hộ à mình cũng gửi ở đây các cái thông tin các bạn có thể copy và giữ lại cho mình thông tin của diễn giả Lê Nhật Nam và của mình đồng thời là mình cũng sẽ đăng cái bài cái buổi video này trên YouTube và YouTube của mình và ngay cả YouTube của của Nam nữa vậy thì mong là các bạn cũng có thể là theo dõi và like cái kênh nếu như mà chưa chưa có like nha OK cảm ơn các bạn rất là nhiều hẹn gặp các bạn trong những buổi tới nhé Bye Anh chị cảm ơn